Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình sẽ nói về tổng hợp cái quá trình mà chuẩn bị cho công tác xả nhị của Babook 2018 của đợt 1 này. Thì vấn đề đầu tiên là bà con vẫn duy trì độ ẩm cho mình nha. Thì với những mình nói nè, với những bà con chúng ta trồng ít khoảng cỡ 10 đến 50 cây đổ lại á, thì bà con nếu mà tiện lợi cho công việc mà tưới nước á, thì lúc này cái cách duy trì độ ẩm là mình khuyên bà con nên tưới nước vào buổi sáng. Tại sao tưới nước vào buổi sáng? Thứ nhất là cái này là với những bà con trồng ít nha, chứ còn trồng nhiều thì bà con chúng ta tưới nguyên ngày cũng được, không ảnh hưởng gì hết. Cái đây là cái duy trì độ ẩm thôi. Cái việc đầu tiên mình duy trì độ ẩm buổi sáng, ta tưới hiện trạng nó sốc nước sẽ rất là hiếm. Thứ nhất là đất lúc này nó rất là cân bằng nhiệt độ, rất là lạnh, nếu ta tưới nước vô sẽ không ảnh hưởng gì bao nhiêu hết. Đó là bà con trồng số lượng ít nha. Còn với số lượng nhiều thì bà con trồng bình thường, tưới bình thường mình không ảnh hưởng gì hết. Bà con lưu ý là chuẩn bị xả nhị bà con vẫn giữ ẩm cho mình nha, không nên tưới đậm quá, chúng ta tưới giữ ẩm thôi. Lúc này để cái cây đủ nước khiến cho cái việc xả nhị nó sẽ đạt hiệu quả rất là cao. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai mình nói tại sao những cây bơ này lại nó không có đọt non. Mình quay vào con xem mà cỏ dưới gốc rất là nhiều. Đó mình quay vào con xem. Thì cây bơ mà việc mà cỏ nhiều dưới gốc á là mình sẽ giải thích và nói cho con hiểu tại sao chúng ta nên để cỏ dưới gốc vào giai đoạn mà lúc làm nụ hoa đến lúc xả nhị. Thứ nhất vì cỏ nó giữ được độ ẩm cho đất nè và nó duy trì được rễ cám. Quan trọng nhất là nó thoát lý được cái độc tố cho cây trồng. Thì nếu mà độc tố nhiều á thì cỏ nó sẽ chết trước cây, nên nó sẽ là cái kênh trung gian thoát độc cho cây. Nếu đó là bị ngộ độc. Đó là mình nói cái vấn đề mà về cỏ nha. Thì để bà con chúng ta lưu ý tại sao những cây bơ này mình quay và con xem á lại có cỏ dưới đất. Thì có cỏ dưới đất thì cái tỷ lệ giữ ẩm rất là tốt, nếu những cây chúng ta nó đậu rất là nhiều. Cái về cái độ ẩm mình nói bà con, cái này là cây bơ mình quay từ lúc giữ ẩm, từ lúc làm nụ tới lúc mà xả nhị, mình sẽ quay toàn bộ cho con xem. Thì đây là trong giai đoạn chuẩn bị xả nhị, thì đang xả nhị từ từ thì mình vẫn giữ ẩm. Đó bà con xem không, ong ruồi cũng rất là nhiều. Thì giai đoạn này bà con chúng ta nếu mà lượng ong nhiều thì khiến cho khả năng thụ phấn nó sẽ nhị, nó sẽ thành công rất là cao. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là vẫn bà con phải duy trì độ ẩm cho mình nha. Vì một số người vẫn nói là tưới nhiều sẽ sốc nước rụng hoa hay thế nào, thì bà con chúng ta đã duy trì độ ẩm từ đầu thì bà con cứ duy trì từ đầu đi. Còn đông chứ hồi giờ bà con không tưới, bây giờ bà con trong giai đoạn sẽ nhị, bà con tưới quá nhiều nước hoặc tưới thừa ẩm thì đương nhiên rõ ràng nó thừa nước, sốc nước thì nó sẽ rụng. Đó là cái cơ chế mà mình chia sẻ với bà con thôi. Vì cây bơ này nó rất nhiều liên quan, rất nhiều yếu tố chăm sóc, bón phân, lá và độc non. Tại sao cây bơ mình đang quay cho bà con xem á, độc non rất là ít. Vì thế nên mình khẳng định độc non nó ít á thì tốc độ xả nhị nó sẽ rất là tốt. Sau khi xả nhị xong thì độc non nó mới ra. Thì cái độc non ra xong á thì chúng ta phun dinh dưỡng vào đó thì lá nó sẽ hấp thụ và sẽ không bị cạnh tranh dinh dưỡng. Lúc đó lá hấp thụ sẽ cung cấp dinh dưỡng cho trái. Thì cái giai đoạn mà độc non vừa ra xong á thì chúng ta có rất nhiều phương pháp để xử lý cái độc non này. Chúng ta có thể phun hãm ngọn, chặn đọt và chúng ta phun canxi bo vào đó. Thì đó là cái vấn đề mà cái bơ bút mà với những cái ngọn ra sau thì chúng ta khắc phục nó dễ rồi. Còn với những cây bơ bút á, đọt ra trước xả nhị sau thì nó cũng dễ bà con. Nếu đọt ra trước thì nó sẽ già trước, à nhị sẽ xả sau thì nó cũng đơn giản. Còn vừa đọt vừa xả nhị cùng một lúc á thì cái đó nó rất khó cho bà con. Lúc này nó sẽ xảy ra tình trạng mà trẻ dinh dưỡng. Nhưng mà cái trường hợp vừa đọt vừa nhị xả chung một lúc á thì nó rất là ít, nó không có nhiều. Nên đây là clip mình chia sẻ công tác cho bà con chuẩn bị trong cái việc chuẩn bị xả nhị. Thì bà con nào rơi vào trường hợp nào á, thì bà con có thể điện thoại cho mình tư vấn để có cách xử lý riêng. Vì không có vườn nào giống vườn nào, không có ai phun thuốc giống ai hết. Mỗi người đều có một cái quy trình bón phân riêng và khác nhau hoàn toàn, và cái thổ nhưỡng đất khác nhau và cái khí hậu cũng khác nhau luôn. Như vừa rồi thì có vùng chúng ta mưa, có vùng không mưa thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều giữa công tác phát đọt và xả nhị khác nhau. Thì clip này mình nói để bà con chuẩn bị. Thứ nhất, những vườn nào mà chưa kịp xả nhị mà số lượng bông nó rụng rất là nhiều thì bà con có thể xử lý kịp thời, chúng ta phải phun canxi liền. Cái thứ hai nữa, mà nếu mà trường hợp xả nhị bình thường mà chúng ta thấy số lượng trái mà trên 50% của cây á, chúng ta tiến hành phun canxi bo và có thể kết hợp chung với thuốc nấm. Thì giai đoạn này bà con nên quan sát và thăm vườn kỹ cho mình nha, vì nó có rất nhiều trường hợp. Vì thời tiết nắng nóng như này á thì cái vấn đề mà nước thiếu rất là nhiều. Thì những bà con chúng ta trồng ít á thì bà con cứ để ý những cái vườn bơ mà nó đậu cao đa số là độ ẩm nó tốt. Như ở vườn này mình sẽ quay trong thời gian xả nhị là có thể là kéo dài từ 15 đến 20 ngày là xả nhị xong. Có thể những vườn bơ sớm thì trong vòng 10 ngày nữa là xả nhị xong. Đó là đợt 1. Thì clip này mình quay cũng rất là chi tiết để con xem về quá trình xả nhị, đó là ong, thụ phấn, ruồi.
Thì chung nếu mà vườn chúng ta sạch sẽ thì mùa này đa số thì bọ xích sẽ rất là ít. Vấn đề là khó là sau khi xả nhầy xong á, mình sẽ hướng dẫn tiếp là lúc vừa xả nhầy xong thì bà con sẽ phun cái gì. Thì đây là công tác mà giữ ẩm và vấn đề là phát đọt. Clip này mình quay rất là dài, mình sẽ quay 3 đến 4 cây bơ chung và cây có đọt, cây không đọt, và vấn đề đậu nó sẽ khác nhau như thế nào để con xem và con chuẩn bị cho cái vườn của mình. Nhắc lại nha, là tùy vào vườn mà chúng ta có những phương án khác nhau. Còn một số bà con chúng ta chia sẻ là ngắt cái ngọn non, chúng ta ngắt cái đó là nói chung là cũng không nên. Vì nếu ngắt á, với những vườn ngắt á, đã có hai trường hợp như mình nói trước là sẽ nhì sau hoặc là sẽ nhì trước. Nó ngắt ngắt đi sau này nó ra trái nhỏ, lúc đó nó cần dinh dưỡng rất là nhiều. Thì đó bà con phun thuốc vào á, Casibo đó, thì cái tốc độ hấp thụ giữa trái và lá thì trái sẽ rất là chậm so với lá. Nếu có lá và con ta phun vào thì hấp thụ rất là nhanh, thì lúc đó trái sẽ không thiếu dinh dưỡng mà cây cũng sẽ không bị cạnh tranh, thì dẫn đến nó sẽ không rụng sinh lý nhiều. Còn chắc chắn nó sẽ rụng sinh lý rất là nhiều. Nên mà con phải xem lại cái vấn đề mà giữa cái vườn mình nó phát đọt như thế nào. Có rất nhiều trường hợp để chúng ta xử lý cái đọt non này. Có nghĩa là nếu trong giai đoạn phân tầng thì chúng ta có thể phun bón lá trước, chúng ta cho cái đọt nó già ra trước, sẽ không cần dinh dưỡng lúc xả nhị. Còn nếu như cái đọt nó nhỏ hơn thì bà con cứ để yên công tác xả nhị trước. Đó là mình nói. Còn vấn đề thứ hai nữa là thời tiết. Thì ở giai đoạn này thì hầu như tất cả các vườn chúng ta đều trải qua đợt mưa rồi, nên thời tiết nó cũng đã nắng, nên không đợt xả nhị sẽ không dính vào thời tiết mưa, nên nó cũng sẽ thuận lợi cho bà con trong công việc là thời tiết. Nên năm nay mình cũng thấy là thời tiết có thay đổi rất là bất thường, nên một số cây bơ thường chúng ta không có đậu bao nhiêu. Bà con ra vườn đấy, những cái bơ thường toàn bộ là phát đọt hết. Cái công tác phát đọt của năm nay là ngoài dự tính của bà con nông dân chúng ta hết, vì cái thời tiết có thay đổi bất ngờ quá, với lại là khí hậu sương muối và mưa phùn nó thay đổi ở nhiều vùng khác nhau. Thì đây là cây bơ mình quay bà con xem á. Đây thì tầm khoảng đúng 15 đến 20 ngày nữa là cây bơ này sẽ nhảy xong, thì trái ra hạt hết hạt đậu xanh. Khi mà trái ra hạt đậu xanh á, mình sẽ quay tiếp cho bà con xem về cái quy trình xử lý từ cái hạt đậu xanh cho đến trái lớn. Đây là công tác chuẩn bị cho đợt xả nhị. Còn nếu mà mình quay những clip, nếu cây nào nó xả nhị rụng nhiều mình sẽ quay rụng nhiều, cây nào ít mình sẽ tư vấn ít cho bà con. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi, mình chỉ nói sơ về mặt những cây bơ chung, còn ở những vườn khác nhau thì bà con có thể điện thoại cho mình khác nhau. Thì đây mình cũng quay cây vải cho bà con xem này, hoa cũng rất là nhiều, thì nó ra cũng không có đều mấy do cái chế độ mà xiết nước xiết gốc. Mà mình cũng quay thêm cây bơ nhỏ là bơ bút á, thì nó xả nhị cũng không có đều, thì cũng đang kèm theo đọt non. Thì mình ở tốc độ như trái xả nhị nhỏ như thế này á, mình thấy đã lượng trái đã được 50% rồi, mình tiến hành phun Cansibo và mình có thể pha loãng thêm thuốc chặn đọt luôn để cho đọt nó già đều, nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi cho trái nhỏ. Thì ở giai đoạn trái nhỏ này á, thì một chùm mình chỉ dự kiến là một cành nhỏ này mình để lại một trái thôi, không nên ăn nhiều. Nếu mà nhiều cây nó sẽ rụng hoặc là kiệt sức và chết. Thì đây đậu rất là nhiều rồi, mình đã tiến hành phun Cansibo và phun chặn đọt. Sau này nó rụng sinh lý vài cái nữa là để lại vài trái, chúng ta xem nó là bơ bút để tiếp tục để cho năm 3 hay năm 2 ta cũng ra, một năm chúng ta giữ vài trái thôi. Thì đây mình kiểm tra xem thử cái tốc độ rụng sinh lý của nó như thế nào, có bị nấm cuốn hay không. Thì công tác mà kiểm tra vườn thì bà con phải nắm rõ về những cái đợt mà xả nhị xong. Thì đây là cây bơ nó xả nhị xong nó ra đọt nên tỷ lệ đậu rất là cao. Mình cầm cái tay mình rung luôn để kiểm tra thử những cái trái nó có rụng nữa không. Nếu không rụng thì mình thấy cảm nhận là được 20% là nó đã đậu hết rồi. Thì sau đó thì bà con cứ tiến hành phun chặn đọt và xem Cansibo cho mình định kỳ 5 đến 7 ngày, có thể là 10 ngày một lần, để cho cái đọt non nó già và dinh dưỡng nó nuôi và cuốn, nó dai cuốn hơn. Đó là cái hướng dẫn của mình về cái chi tiết mà sau khi xả nhị xong. Thì còn về cái đọt non thì bà con chúng ta không thể nào tránh khỏi được. Những cái vườn mà bà con giữ được dàn lá nó xanh á, thì những vườn đó tỷ lệ nó đậu rất là cao, vì lá già không bị rụng. Thì cái số vườn mà nó đã xanh rất là ít, hầu như bà con rơi vào trường hợp nó là rụng lá hết. Nên bà con phải xem lại cách chăm bón, bón phân, xiết nước của mình. Tại sao vườn người ta lá xanh rất còn nhiều mà vườn của mình là rụng lá rất là nhiều? Thì cơ chế cây bơ nó rụng lá cũng là cái điều đương nhiên thôi, nhưng mà nó rụng trước lúc xả nhị hay rụng sau lúc xả nhị thì đó là vấn đề chăm sóc của bà con. Thì đây cũng là cây bơ thứ ba mình quay con, thì nay nó sẽ xả nhị vào đợt 2. Và có những cây bơ bút bây giờ nó muộn, nó sẽ phân tầng vào và xả nhị cho vòng 1 tháng nữa. Thì có rất nhiều trường hợp, thì bà con nào rơi trường hợp đó nào á, thì bà con có thể điện thoại đến mình tư vấn trường hợp đó. Với cái bơ này thì đọt có ra rất là chậm nên xả nhị sẽ trước lúc cái đọt, nên sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu hết. Nên tùy vào lúc chăm sóc của bà con, cái lượng phân ví dụ như bà con bón đạm cái đó còn dư thừa quá nhiều thì giai đoạn này đọt non sẽ thúc rất là nhanh. Còn những cái đọt mà đang ở ngưỡng cửa ở giữa thì bà con có thể phun một số dòng bón lá kết hợp với canxi, bà con kéo nó.
thì bà con vẫn xem là thận trọng lại cho mình là vấn đề là thuốc thang nha, và bà con xem đúng thuốc và phun để tránh tình trạng mà ho nó ngộ độc mà nó gây tượng vàng ho hết. Đó là mình chia sẻ với bà con. Bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ quay từng trường hợp và từng giai đoạn để bà con xem. Xin cảm ơn bà con ạ.